Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ba miền trong đêm nay ngày mai vẫn sẽ lưu ý với mưa dông cục bộ có nơi mưa lớn. Quý vị nên trang bị thêm áo mưa và ô trước khi ra khỏi nhà. Cụ thể với Bắc Bộ đêm nay ngày mai sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có những nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông thì khả năng xảy ra hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật với nhiệt độ dễ chịu, không nơi nào vượt quá ngưỡng là 33 độ. Với các tỉnh thành miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác trong ngày, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khoảng tạnh giáo trời sẽ có nắng nhẹ, mức nhiệt ngày quanh khoảng là từ 24 cho tới 34 độ. Còn với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, mưa lớn tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, ngày chủ đạo là nắng với mức nhiệt từ 24 cho tới 35 độ. Với các tỉnh thành Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ cũng lưu ý với mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to về chiều tối và đêm. Cần lưu ý với hiện tượng sấm sét, gió giật trong cơn dông. Mức nhiệt các tỉnh thành Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, sẽ quanh khoảng là từ 23 cho tới 34 độ. Còn với các tỉnh thành Tây Nguyên trời mát mẻ, nhiệt quanh khoảng là từ 21 cho tới 32 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển thưa quý vị, đêm nay ngày mai các vùng biển nước ta đều lưu ý có mưa dông. Quần đảo Hoàng Sa lưu ý với khả năng lốc xoáy và gió giật trong cơn dông, biển động, tầm nhìn xa giảm thấp còn 4 tới 10 km trong mưa, xuống tới quần đảo Trường Sa gió nhẹ. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.